Xin chào các bạn, Tết thì cũng đã đến rất gần rồi. Các bạn đã sắm cho mình một bộ quần áo mới để đi chơi chưa? Hay các bạn đã sắm cho mình một chiếc smartphone mới để có thể sử dụng trong những ngày Tết đi chụp ảnh gia đình, bạn bè hay là chính các bản thân các bạn hay chưa? Hãy cùng đến với Clickbank để cùng cảm nhận cái không khí nhộn nhịp sôi động trong những ngày giáp Tết. Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của mọi người tăng rất cao. Bên cạnh những bộ quần áo lung linh, điện thoại cũng là một trong những món đồ được người dân săn đón nhiều nhất. Ở thời điểm này, nhằm thu hút khách hàng, hầu hết các cửa hàng đều tung ra những chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn. Ghi nhận tại Clickbank, với rất nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá, các bạn có thể thấy được không khí tưng bừng trong ngày hôm nay. Nhu cầu sắm cho mình một chiếc điện thoại đáp ứng tốt các nhu cầu thiết yếu hoặc cũng là một món đồ trang trí là không thể thiếu cho giới công nghệ. Chọn cho mình một chiếc điện thoại đẹp, cấu hình tốt và đặc biệt là hợp túi tiền là điều mà khách hàng luôn luôn quan tâm đến. Quản lý cửa hàng Clickbank 111 Trần Đăng Ninh, anh Tinh cho biết các sản phẩm bán ra hầu hết về các dòng như là iPhone 5 và Samsung Galaxy Z ở phân khúc tầm trung, còn phân khúc cao cấp rất sôi động với những thiết bị như là Sony Xperia Z3, Samsung Galaxy Note 4 và iPhone 6. Vì nó cũng là cái thời điểm là cũng là cuối năm, cho nên là cái nhu cầu mua sắm của khách hàng cũng như là thị trường cũng khá là cao. Cũng có thể nói là chắc là do được cuối năm thưởng nhiều, chắc là có tiền. Cái quãng thời gian gần đây thì mình thấy là cái sự lựa chọn là về cái dòng Android thì khách hàng thường sẽ lựa chọn dòng Galaxy Z của Samsung. Vâng. Hoặc một vài cái sản phẩm của Sony chẳng hạn. Vâng. Sony Z3 hay là Z2. Vâng. Khá là chạy. Vâng. Và cái dòng iOS thì là iPhone, thì chỉ có iPhone thôi. Những thiết bị được khách hàng lựa chọn nhiều nhất là iOS và Android. Còn đối với Winphone, BlackBerry OS thì khá làm đạm. Với những thương hiệu Android được người dùng lựa chọn nhiều nhất, đó vẫn là Samsung và Sony. Với những sản phẩm rất tiêu biểu như là Samsung Galaxy Z, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 4 hay Sony Xperia Z2, Sony Xperia Z3. Còn đối với iPhone thì không cần phải nói đến nhiều. Mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất là iPhone 5 và 5S đã qua sử dụng, đơn giản vì chúng đẹp, ổn định, nổi tiếng và giá rất hợp lý. Mình nghĩ là đối với cái dòng Android thì sản phẩm Galaxy Z nó là có cái cấu hình cũng khá là cao và cái giá thành thì mình nghĩ là nó là rẻ. Đối với cái cấu hình như vậy thì cũng được khá là người tiêu dùng ưa chuộng. Và cùng với đó là nó khá là lạnh. Thì mình thấy mình bán những số lượng khá là lớn nhưng mà hầu như cũng chưa phải bảo hành trường hợp. Không phải. Đối với iOS thì iPhone thôi. Thì nói thật ra là nó cũng có lợi thế riêng của nó. Dùng khá là ổn định và cái sức tính thời trang khá cao. Sản phẩm đa dạng trong mẫu mã, cấu hình, mức giá. Các bạn còn đang phân vân nên chọn sản phẩm nào thì hãy đến ngay với Clickbank để có thể nhận được sự tư vấn tận tình nhất, chu đáo nhất và có thể chọn cho mình một thiết bị hợp lý nhất. Xin chào các bạn, hiện nay Tết Dương lịch đã sắp đến rất gần và Tết Nguyên đán cũng đã bắt đầu nhích đến. Có thể nói rằng ở thời điểm này thì cái nhu cầu mua sắm của mọi người là rất cao. Mình đang đứng tại cửa hàng Clickbank 111 Trần Đăng Ninh. Đây có thể gọi là trụ sở chính của Clickbank. Và các bạn có thể thấy được rằng là không khí mua sắm đang rất là vui nhộn. Và bên cạnh mình đây chính là một vị khách hàng đã mất công lặn lội từ bên Hà Đông sang và mình sẽ có một bài phỏng vấn nhỏ với bạn. Chào bạn, bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân được không ạ? Mình là Nguyễn Duy Quang. Thế thì như vừa nãy trao đổi một chút là bạn từ tập bên Hà Đông sang thì đường xá có xa đâu không bạn? Cũng xa nhưng mà ở Clickbank thì mua bán điện thoại tốt lên. Qua tìm hiểu thì mình cũng biết là thế nên mình cũng lặn lội từ đấy xa để mua cho. Thế thì bạn cho mình hỏi là bạn mua thiết bị gì đó? Mình mua chiếc iPhone 4S. 4S này, chiếc bạn đang cầm trên tay này đúng không? Một chiếc màu đen, rất đẹp. Trước khi mà bạn đi mua chiếc iPhone, có thể coi là lúc trước của bạn dùng máy gì? Và lý do nào khiến bạn muốn lên đời này? Trước thì mình dùng Samsung Galaxy từ lâu rồi. Thì bây giờ mình muốn đổi để có nâng cấp lên đời mới. Dùng cho Thế thì bạn trước khi đến Clickbank thì bạn đã tham khảo ở nhiều những cửa hàng khác chưa? Trước khi đến Clickbank thì mình cũng đã tham khảo qua rất nhiều cửa hàng rồi. Nhưng mà thấy ở Clickbank khi mà đến ấy thì thấy phái bộ phục vụ rất là nhiệt tình. Nhân viên kỹ thuật các thứ hướng dẫn em rất nhiệt tình và test máy rất cẩn chú đáo và cẩn thận. Mình nên vì vậy mình cũng thấy tin tưởng ở đây nên mình cũng đặt mua ở đây. Thấy rất tốt. Mình đã chọn được một cái máy rất là ưng ý ở Clickbank.
mình cũng muốn chúc ClickBuy là ngày càng phát triển và thành công trong lĩnh vực điện thoại và mua bán các thứ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn đã cảm thấy được rằng không khí tại ClickBuy rất nhộn nhịp và sôi động trong những ngày gần đây. Từ bây giờ cho đến hết Tết, vẫn còn đang có rất nhiều những chương trình khuyến mãi, những event đang chờ đón các bạn. Và nhớ theo dõi kênh ClickBuy Channel cũng như cập nhật những thông tin liên tục trên clickbuy.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.